Rồi hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em là về kích xe máy nó có xài chung với nhau 6 cuộn và 2 cuộn nó có xài chung với nhau không và nó khác biệt gì và tại sao thay hết dàn lửa dưới mâm lửa pin lửa kích này kia và mà không có lửa nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em vài cái mẹo nhỏ nha. Tại cái vấn đề này nhiều anh em hỏi quá thì hôm nay mình sẽ trả lời cho anh em nha. Rồi bây giờ mình sẽ vào nha. Chào các bạn quay lại với channel của mình là Gắt Nguyễn Channel đây. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một số vấn đề về cái mâm lửa và kích xe máy có xài chung với nhau hai cuộn này kia không các bạn. Tại nhiều các bạn hỏi quá. Thì mình sẽ trả lời cho anh em tham khảo ha. Mình chia sẻ thôi nha. Rồi, đặt máy xuống. Thì kích của xe máy các bạn thì đây chính là cái thùng bí kíp của mình. Rồi mình sẽ chia sẻ cho các bạn là về kích xe máy có xài chung với nhau không cho các bạn ở tại nhà nha. Tại có cũng bốn năm bạn hỏi mình mới trả lời thôi, chứ cái này chuyện đơn giản quá, mình lên đây mình nói thì có nhiều thợ vô không có cảm xúc tốt cho mình. Rồi thì kích hai cuộn á, đây mình có nè, cái này là 6 cuộn và cái này là bộ hai cuộn nè các bạn. Thì kích hai cuộn á thì nó tới 2 giây nha các bạn, đây nó 2 giây nè, một cộng dây mát và cộng dây kích nè các bạn, thấy không? Nó cộng màu xanh và một cộng màu xanh da trời sọc trắng nè, đó trời sọc trắng là cộng kích, còn xanh xanh lá này á, chính là cái dây mát nha các bạn. Đó là hai cuộn nó xài 2 giây. Còn 6 cuộn á, như các bạn thấy là 6 cuộn nó có 1 dây một nha các bạn. Nè, các bạn thấy không? Nó chỉ có một cái cộng dây kích đi lên thôi. Đó, chỉ có một cộng dây thôi. Mốt các bạn thay kích á, nếu mà xe mình nó tháo ra thì cứ đi ra tiệm kêu người ta lấy tiệm phụ tùng á, kêu người ta lấy là kích 2 dây hoặc là 1 dây mà ở trong chiếc xe của bạn đang xài nha. Cùng với lửa các bạn đang xài. Thì 2 dây mình mua 2 dây, còn 1 dây mình mua 1 dây. Chứ về 2 giây mà gắn vô 1 giây là nó bị đụng này kia, nó cũng không có lửa nha các bạn. Nó không bị đụng luôn mà nó vẫn không có lửa nha các bạn. Tại vì cái đó là thiết kế của người ta ở trong kích xe máy rồi. Đó. Thì kích 6 cuộn và 2 cuộn nó khác nhau ha. 6 cuộn nó 1 giây, còn 2 cuộn là nó 2 giây ha. Rồi các bạn tham khảo nha. Các bạn nhìn kỹ lại nha. Rồi. Còn có nhiều bạn hỏi mình á, tại sao mà thay cái bộ lửa nè, như là cái mâm lửa của 2 cuộn nha, của 2 cuộn. Tại sao mà thay cái mới rồi, pin lửa mới, kích mới đó mà cuộn dây mới luôn mà tại sao mà không đánh lửa được, không có lửa từ ở dưới đi lên tới IC đó, không có lửa lên cái đầu dây trên đây là không có lửa nè, chứ chưa tới IC nghe, là cái cuộn dây này là các bạn ấy đã thay rồi rồi, thay luôn pin lửa, thay luôn kích luôn mà tại sao mà nó không có lửa đó, mà lấy một cái lốc ở bên máy chiếc xe ở bên kia lắp qua chiếc xe bên này thì có lửa. Đây mình sẽ giải thích cho các bạn. Cái này là nhiều người bị dợt lắm nè, nhiều thợ mới mới là bị dợt lắm nha các bạn. Mình cũng đã từng bị rồi, lúc mà 2011, 12, 12 gì đó, 2012 gì đó mình đã từng bị rồi. Mình cũng thay hết trơn luôn mà không được. Đó. Thì khi mất lửa hay lửa yếu gì đó, mình lúc đó mình thay vô đó là cũng không được luôn. Thay pin lửa rồi thay luôn cái cuộn dây này luôn. Mà bắt đầu á là mình thay luôn nguyên cái đế này cái đế của 2 cuộn nha, đang nói lửa 2 cuộn nha, đó là mình thay cái đế này là bắt đầu là sẽ hết nha các bạn. Cái đế để bắt pin đèn pin lửa kích đồ vô này, cái đế này nè làm như là nó không ăn mát vô dưới cái lốc hay làm sao đó mình không hiểu, mà đúng đúng ra là nó phải ăn mát chứ, tại vì nó nguyên cái khối bằng nhôm như thế này là bắt vô là phải ăn mát chứ, phải không? Bắt vô như thế này phải ăn mát hết chứ, không ăn mát bên đây cũng ăn mát bên kia chứ, tại sao mà cái
mà nguyên cái khối luôn, mà ốc bắt vô vậy mà nó không ăn mát nên không có lửa đó đó. Nên mình đã đi ra mình mua cái đế này nè để mình gáp là vào cái lóc của hai cuộn á, đế mới á, cái đế nhôm này nha các bạn đó. Mua cái đế mới là lắp vào là có lửa lại bình thường, nó có lửa. Chắc là cái xài cái đế nhôm này nè, mình xài lâu ngày á là ở chổng là nó không có tiếp xúc điện nữa hay là sao, chắc vậy đó. Đó là mình thay là nó hết. Cái thứ hai nữa mà nguyên nhân tại sao mà thay cái này luôn đó, thay luôn cái đế này luôn. Không không, nó thay nguyên cái đế này luôn, thay nguyên cái đế này luôn mà pin lửa mới, dây mới, nguyên cuộn luôn. Các bạn mua mới nguyên cuộn gì luôn mà không có lửa. Trường hợp này cũng đặc biệt cũng có luôn nha các bạn. Đó là các bạn thay cái lốc này. Trời ơi, lốc này quan trọng lắm nè. Thay luôn cái lốc này là sẽ có lửa. Là nhiều nguyên nhân làm như là cái lốc này nó không tiếp xúc mát, không tiếp xúc mát ở trong bên cái lốc máy, lốc giữa của mình nó không tiếp xúc mát được. Tại vì mát là từ bình đưa xuống để bắt vô chân chỗ cái cục mô tơ đề mình có cộng dây mát màu xanh bự đó các bạn biết không, bắt ốc vô đó thì sẽ có mát hết toàn chiếc xe đó. Hoặc là vấn đề gì đó ở trên sườn là nó sẽ có mát toàn chiếc xe ha, qua cục máy đó sẽ có mát toàn chiếc xe. Nhưng mà cái nhôm này làm như là nó không có tiếp xúc điện hay là lâu ngày sao mình không hiểu đó, là các bạn phải thay cái này luôn nó mới có lửa đó. Rồi nếu mình thì một trong hai thôi, mình mua về nếu mà mình thay cái này vô có lửa thì mình sẽ lấy cái cũ của cái này lại xài đó, còn cái mới mình mua về mình thử thì mình để lại sau này mình bán thôi đó, một trong hai. Còn nếu mà cái này nó có lửa thì giữ cái lốc này để nữa bán cho người ta vậy thôi đó. Cái này là trường hợp mình gặp rồi nha, mình mới chia sẻ kinh nghiệm cho anh em thôi ha, chứ không có là mình không có nói nha các bạn. Tại mình làm YouTube lâu rồi, các bạn xem kênh YouTube mình nhiều rồi, các bạn cũng đã hiểu rồi đó. Không bao giờ mình chia sẻ tầm bậy nha, chia sẻ đúng mình mới chia sẻ. Chứ lên đây mình là thợ mà, có mấy anh em cũng đã lại đây sửa xe cũng biết rồi đó. Chứ có cái gì mình chia sẻ cái nấy, chứ không bao giờ lên đây mà quay phim mà nói tầm bậy tầm bạ nha các bạn, nói phải đúng. Đó là nguyên nhân mà thay hết mà không có lửa thì các bạn cứ tìm hiểu, là một trong những căn bệnh mà nãy giờ mình nói cho các bạn đó để tìm hiểu đó. Thứ nhất là cái cuộn dây này lâu ngày nè nó bị đứt chính giữa đó, là nó sẽ không có mát này kia, phải thay cái cuộn dây này. Cuộn dây này có bán lẻ luôn nha các bạn, tiệm phụ tùng nào cũng có. Thứ hai là cái đế nhôm này đó, còn pin lửa, pin sườn, ủa pin lửa này kia, kích này kia mình không nói nghe, tại vì cái đó mình đã thử hết rồi đó. Cuộn dây này với cái đế nhôm này đó, với cái lốc này, là ba cái này á, là nó sẽ có một cái là không có tiếp xúc điện được đó. Như thằng này thì không tiếp xúc mát được nên không có lửa ha, hoặc là thằng này cũng không tiếp xúc mát được nó cũng không có lửa đó, thì các bạn tham khảo ha. Rồi các bạn đừng hỏi mình là tại sao dây mát bắt đồ ở trong đây hết trơn mà không có lửa. Thì trong cái cuộn các bạn thấy nè, như dây mát nè các bạn thấy không, cộng dây mát nè nó bắt vô trong cái chỗ cái miếng phê gài của cuộn điện nữa các bạn không, bắt vô đây để mình dặn ốc vô cái đế nhôm này á thì nó sẽ tiếp xúc với mát. Thì mát là ở đâu có, là từ ở trong cái lốc này, lúc mình dặn mấy con ốc ở trên đây nè đó, mình dặn mấy con ốc này vô đây là nó sẽ dính vào cái cục máy ở trong cái sườn á, thì mát từ cái bình đưa xuống cái sườn này kia thì đương nhiên nó mát, thì mình bắt ốc cứng vô thì nó phải tiếp xúc qua bên này thì phải có mát để đánh lửa, phải không các bạn, phải không? Chứ thường thường là mấy cục pin lửa 6 cuộn này kia nó cũng có cái cọng dây mát màu xanh luôn đó, nó có cọng dây mát màu xanh rời ở ngoài gì nè mà chúng ta thường bỏ không có câu vào cái dây mát ở trên sườn thì cũng có mát, là do là cái mình bắt ốc vào cái trong cái lốc máy á, cái nó úp vô nè, bắt lóc vô là mát từ ở trong cái sườn á, bắt vô lóc máy chỗ cuộn đề này kia có cọng dây màu xanh lá cây mát bự đó, là nó sẽ ga mát rồi qua mát bên đây để nó tiếp xúc cho có lửa nha các bạn. Chắc là cái dây mát từ cái cuộn lửa đi lên là không có nha các bạn, nó chỉ có cái cọng dây mát để ví dụ như cuộn 6 cuộn này nó cũng có cái mát
đó là lúc thiết kế người ta sản xuất người ta làm mát. Thường thường là các bạn nói là tách mát này kia để lên IC này kia đó, lên lửa IC đó, là tách mát là ở trong cái cuộn lửa này nó có cái phần dây mát đâu rồi đó, là chúng ta sẽ tách mát đó ra bỏ. Đây tách mát đo, lúc lấy lòng hồ đo mình chúng ta sẽ tách cái đầu dây này ra để chúng ta câu qua bên lửa IC, để chúng ta đi lửa IC mà không có xài đến cái cuộn lửa này nữa các bạn. Đó là dây mát này để bắt nó vô đây, người ta làm ở trong cái cuộn lửa sẵn, để khi mình úp vô cái lốc á, úp vô cái lốc như thế này á, thì mình bắt hai con ốc nè, hai con ốc cho nó cứng á, thì đó lúc đó là nó tiếp xúc mát vô cái lốc này, cái lốc này nó mới tiếp xúc ở bên cái cục máy xe của chúng ta và nó có mát nha các bạn. Đó đây đây cũng vậy nè các bạn, thấy không, xanh này nó cũng chấm vô sẵn hết trơn này, thấy không, khi bắt ốc vô gì nó sẽ tiếp xúc mát. Còn nếu mà xài lâu ngày nó gò kỹ ở trong mấy cái đế này sao thì nãy giờ mình cũng đã nói với các bạn rồi đó, không có mát, không có mát, không tiếp xúc được thì thay cuộn lửa mới cỡ nào, kích mới cỡ nào cũng không có lửa hết trơn đó. Bởi vì mấy cái đế này một căn bệnh nhỏ như thế, chuyện nhỏ như thế các bạn không để ý tới nhưng nó rất là quan trọng, thợ cứng còn có thể bị dợt nha các bạn. Còn cái chuyện mà chúng ta không kiểm tra, chúng ta mà thay đồ mới hết á thì lấy nguyên bộ thay luôn thì chuyện nhỏ phải không, là thợ mình phải kiểm tra này kia. Nhằm khi mà sử dụng cái đồng hồ á, các bạn đo á, lửa này kia tiếp xúc bình thường, lửa dây này kia lên bình thường đó, mà tại sao mà không có mát, tại vì cái đầu dây đồng hồ bên kia một một cái cho bên cái đồng hồ các bạn đo là bạn phải chấm vào cái sườn phải không, chấm vào cái sườn thì một đầu dây bên cộng á, thì các bạn sẽ chấm vào cái đầu dây lửa đồ ở trên đây kích đồ thì nó đều lên điện hết trơn rồi, mà tại sao không có lửa, thì nguyên nhân nó là vậy, nguyên nhân nó là tiếp xúc mát qua sườn nó kém nên nó bị như vậy. Thì mình chỉ chia sẻ cho các bạn tới đây thôi, các bạn xem kênh để hay hãy like subscribe chia sẻ nhiều người cùng biết nha.